Chỉ sau 2 vòng đấu, cả đội đương kim vô địch và đương kim Á quân của V-League đều đã thay huấn luyện viên trưởng, tạo ra tình hình không thường thấy trong lịch sử giải đấu. Mùa trước, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Chưa một đối thủ có sự đầu tư mạnh mẽ, Văn Quyết và đồng đội chỉ thua bởi hiệu số phụ kém hơn. Tuy nhiên, sau những biến cố xảy đến ở đầu mùa giải năm nay, câu lạc bộ Hà Nội không dễ để sớm lấy lại sự ổn định vốn có. Hàng loạt thương vụ chuyển nhượng diễn ra nhưng chỉ có tân binh Joe Tagueil thực sự gây ấn tượng, ghi 5 bàn sau 4 trận, còn Xuân Mạnh phần nào chơi tròn vai. Còn lại, Damian Letalek bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký V-League, Brandon Wilson chưa thực sự nổi bật, trong khi Đào Văn Nam hay Nguyễn Văn Hoàng vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập. Sự ra đi của những nội binh quen thuộc như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên hay Nguyễn Văn Vĩ rõ ràng vẫn đang tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ. Cựu trung vệ Dortmund, Damian Letalek gây thất vọng tại AFC Champions League, sau đó bị gạch tên khỏi danh sách tham dự V-League năm 2023-24. Anh, câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, sự thay đổi huấn luyện viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội lại diễn ra ở hoàn cảnh tương đối khác. Sau thời gian đàm phán, cuối cùng đội bóng ngành công an cũng đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Gong Ho Kia, người đã tạo nên dấu ấn lớn khi dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Với huấn luyện viên Trần Tiến Đại, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có 4 điểm sau 2 vòng đấu. Mặc dù còn cần cải thiện nhiều khía cạnh, nhưng với các ngôi sao như Văn Hậu và Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, thành tích này là đáng khen ngợi. Huấn luyện viên Gong Ho Kia, một chiến lược gia được đánh giá cao, thêm sự am hiểu bóng đá Việt Nam, được hy vọng sẽ đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội lên tầm cao mới. Trong bản hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội, Gong Ho Kia phải đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch V-League, thể hiện quyết tâm của đội bóng ngành công an. Trong mùa giải này, câu lạc bộ Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn, cùng với việc đầu tư vào tân binh chất lượng, điều này tạo cơ hội cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục thành công. Với câu lạc bộ Thanh Hóa, Viettel và câu lạc bộ Hà Nội không có khởi đầu tốt, cuộc đua chức vô địch sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Sự xuất sắc của câu lạc bộ Nam Định trong 2 vòng đấu gần đây cũng làm cuộc đua trở nên kịch tính. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và câu lạc bộ Nam Định đang tạo dấu ấn mạnh mẽ và họ hướng đến mục tiêu giành 3 điểm khi tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 3.